Thời gian qua, An Giang đã tập trung điều tra toàn diện, nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, các loại hình nghệ thuật cổ truyền đặc sắc, văn hóa dân gian trong tỉnh, nghề thủ công truyền thống, lễ hội tiêu biểu dân dân, kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững, tổ chức trưng bày, trình diễn, giới thiệu và truyền dạy các loại hình di sản đặc sắc có nguy cơ mai một, hình thành và định hình một số nội dung biểu diễn vui chơi giải trí phù hợp với nhu cầu xã hội và mang tính giáo dục, định hướng thẩm mỹ cao. Để bảo tồn, gìn giữ, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, thời gian tới, tỉnh An Giang phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, phát triển kinh tế có văn hóa, trồng kinh tế có văn hóa, trồng văn hóa có kinh tế, góp phần rất quan trọng để phát triển nhanh và bền vững, khai thác tối đa tiềm năng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đầu tư đồng bộ, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu trở thành di sản thiên nhiên có chất lượng cao về khoa học bảo tồn và môi trường văn hóa, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế du lịch. Tạo môi trường văn hóa lành mạnh tại các di tích, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, làm biến dạng môi trường cảnh quan. Cân đối hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, khai thác khía cạnh kinh tế của di sản văn hóa, di sản thiên nhiên để tạo động lực và là thành tố quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, không thể vì mục tiêu kinh tế, mục tiêu lợi nhuận mà không chú ý đến các mục tiêu văn hóa, giữ gìn giá trị văn hóa. Không thể hy sinh di sản thiên nhiên vì mục tiêu kinh tế. Khuyến khích cộng đồng tự nguyện tham gia giữ gìn, phát huy di sản, nghiên cứu phân quyền cho cộng đồng trong quản lý di tích, danh thắng, tổ chức lễ hội, thực hành di sản văn hóa phi vật thể. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực đa dạng trong việc bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế, xã hội.